Kính thưa quý vị và các bạn, ở video phần trước chúng tôi đã trình bày tóm tắt lịch sử nước Việt song hành với lịch sử thời Tam Quốc. Ở video này, kênh Ống Nhỏ Nhỏ xin tiếp tục chia sẻ tới quý vị và các bạn lịch sử nước Việt ta trong giai đoạn kể từ khi chịu sự cai trị của nhà Tấn qua thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, hay còn gọi là Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. Chúng ta đều biết rằng nhà Tấn do Tư Mã Viêm, cháu của Tư Mã Ý, lập nên sau khi bắt Tào Hoán là cháu nội của Tào Tháo nhường ngôi vào năm 266. Nhà Tấn thống nhất Trung Hoa sau khi chiếm trọn Đông Ngô là lãnh thổ của Tôn Hạo, cháu nội của Tôn Quyền, năm 280 chấm dứt loạn Tam Quốc. Và như vậy, vùng đất Giao Châu, trong đó có lãnh thổ thuộc miền Bắc nước ta ngày nay, vốn bị nhà Ngô cai trị, nay lại tiếp tục bị nhà Tấn đô hộ. Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm đã chia nhỏ các châu quận vùng biên cương, giao cho các hoàng thân đi chấn giữ để nhanh chóng dẹp các cuộc nổi loạn của các dân tộc thiểu số trong nước này. Bởi vậy, nước Tấn từ tổng số 12 châu thời nhà Hán đã tăng lên thành 19 châu trong toàn quốc. Ở Giao Châu thì có 7 quận thuộc lãnh thổ Việt Nam ngày nay, gồm có 6 quận là Giao Chỉ, Vĩnh Bình, Tân Hưng, sau này gọi là Tân Sương, Cửu Chân, Cửu Đức, Nhật Nam. Quận Hợp Phố thì nay thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Vào năm 290, Tấn Vũ Đế chết, thái tử là Tư Mã Trung đã lấy con gái của Giả Sung là Giả Nam Phong. Giả Sung được coi là một công thần khai quốc của nhà Tấn. Thái tử Tư Mã Trung được lên kế vị trở thành Tấn Huệ Đế. Ông ta là một ông hoàng đế đần độn nên quyền hành rơi vào tay hoàng hậu Giả Nam Phong. Bà hoàng hậu này vốn là kẻ đa nghi nên đã bắt giữ và hành quyết bất kỳ ai mà bà cho rằng là mối đe dọa cho vị trí của mình, kể cả những kẻ đối lập trong hoàng gia. Trong vòng xoáy quyền lực đó thì Giả Hậu muốn tận dụng các thân vương để trừ khử lẫn nhau, loại bớt những người không cùng vây cánh. Những cuộc thanh trừng bắt bớ tại kinh đô xảy ra liên tục. Bên ngoài thì các thân vương thi nhau dựng cờ cần vương, nhưng thực chất để khuếch trương thế lực. Nhiều vương công và hàng vạn người bị giết. Hoàng hậu Giả Nam Phong không thể giết tất cả những kẻ đối nghịch với mình. Năm 300, một hoàng thân là Triệu Vương Tư Mã Luân đã làm đảo chính, giết Giả Hậu và nhiều người khác, đồng thời ép vị vua nhu nhược phải nhường ngôi cho mình. Lúc này đến lượt các vương hầu khác lại khởi binh để chống lại Tư Mã Luân và giết chết ông ta chỉ trong 3 tháng. Vị vua nhu nhược Tư Mã Trung lại được lập làm hoàng đế lần thứ hai. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa các vương hầu không hề kết thúc. Số lượng người chết vì cuộc chiến rất lớn. Thêm vào đó, nạn hạn hán và đói kém liên tiếp xảy ra. Chính phủ trung ương suy yếu và hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của các lãnh chúa ở địa phương. Nước Trung Quốc chu kỳ bước qua giai đoạn thống nhất, bây giờ lại bước vào giai đoạn tan rã. Loạn bát vương thời nhà Tấn gây ra gồm có 8 vị vương tôn. Một là Sở Vương Tư Mã Vĩ là con thứ 5 của Tấn Vũ Đế. Hai là Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng là con thứ 4 của Tư Mã Ý, tức là chú của Tấn Vũ Đế. Triệu Vương Tư Mã Luân là con thứ 9 của Tư Mã Ý, em Tư Mã Lượng, là người tham vọng nhất. Từng phế Huệ Đế Tư Mã Trung để làm vua, nhưng mà bị các thân vương đánh, buộc phải tự vẫn vào năm 301. Tề Vương Tư Mã Quýnh là con của Tư Mã Du. Tư Mã Du là em của Tấn Vũ Đế. Thứ năm là Thường Sơn Vương hay là Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ là cháu thứ 6 của Tấn Vũ Đế. Thứ 6 là Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh là con thứ 16 của Tấn Vũ Đế. Hà Gian Vương Tư Mã Ngung là cháu của Tư Mã Phu. Tư Mã Phu là em của Tư Mã Ý. Đông Hải Vương Tư Mã Việt là cháu của Tư Mã Ý. 8 vị thân vương này tranh giành quyền lực đánh giết lẫn nhau làm cho nhà Tấn ngày càng suy yếu. Nhân cơ hội đó, các nước Triệu, Tần, Yên, Lương, Hạ, Hán nổi dậy, chiếm lấy cả vùng phía bắc sông Trường Giang. Lịch sử thời này gọi là Loạn Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. Đầu tiên là thủ lĩnh người Tung tên là Lý Đặc, có cháu là Lý Hùng, đã nổi dậy làm phản, cát cứ ở vùng Tây Xuyên, nơi mà nhà Tấn không còn khả năng cai quản. Sau khi Lý Đặc bị tử trận thì Lý Hùng lập ra nhà nước Thành Hán vào năm 303. Từ đó nhà Tây Tấn mất hẳn đất thục. Ở trong loạn bát vương, do khủng hoảng nhân sự nên các vương của nhà Tấn đã phải dùng tới các tướng sĩ của người Hồ ở phía Bắc.
và họ Nhân đó đã phát triển thế lực. Trong đó một tướng của Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh tham chiến Loạn Bát Vương tên là Lưu Uyên. Ông này gốc người Hồ, đã lớn mạnh trong lúc các sứ quân của họ Tư Mã giết hại lẫn nhau. Khi Loạn Bát Vương chấm dứt thì trong tám vương chỉ còn lại Đông Hải Vương Tư Mã Việt nắm quyền trong triều. Sau khi Tư Mã Dĩnh đã bị giết thì Lưu Uyên phát triển thành cánh quân độc lập. Vào năm 304, Lưu Uyên xưng làm vua, lập ra nhà Hán, sử gọi là Hán Triệu hay còn gọi là Tiên Triệu. Lưu Uyên đã mang quân đánh chiếm đất đai của nhà Tấn. Tháng 11 năm 306, Huệ Đế Tư Mã Trung bị giết, Hoài Đế Tư Mã Xí được lập lên thay. Nhà Tấn phải đối phó với nguy cơ làm loạn của các tộc ngoại Hồ tràn lan khắp Trung Nguyên. Tháng 7 năm 308, quân Hán Triệu đã hạ được Bình Dương, tức là Sơn Tây Trung Quốc. Lưu Uyên rời đô về đây và xưng làm Hoàng Đế. Tháng 9 năm đó, Vương Di và Thạch Lặc là hai đại tướng của Hán Triệu hợp binh tấn công Nghiệp Thành, Ngụy Quận, Cấp Quận, Đốn Khâu, liên tiếp hạ được 50 đồn. Quân Hán Triệu còn mở nhiều cuộc tấn công vào Lạc Dương nhưng chưa thể thắng ngay nên hai bên còn giằng co nhau. Đầu năm 310, tướng Hán Triệu là Vương Di đã sai bộ tướng là Tào Nghi đánh chiếm Đông Bình, tấn công Lang Nha. Thạch Lặc mang quân hợp với Vương Di đánh ba châu là Từ Châu, Duyện Châu, Dự Châu, chiếm được Yên Thành, sau đó đánh chiếm các quận thuộc Ký Châu. Khi đó phần lớn đất đai phía đông của thành Lạc Dương đã bị mất. Tháng 10 năm 310, kinh thành Lạc Dương thất thủ, vua Tấn lúc này là Tấn Hoài Đế bị bắt. Đến năm 313, Tấn Hoài Đế bị Lưu Thông giết ở Bình Dương. Sách Lâm là tướng của nhà Tấn lại tôn Tư Mã Nghiệp lên ngôi, trở thành Tấn Mẫn Đế đóng đô ở Trường An. Tấn Mẫn Đế viết chiếu triệu các trấn Cần Vương đánh quân Hung Nô. Tuy vậy, nhà Tấn đã rệu rã, lực lượng đáng kể nhất là Tư Mã Tuấn lại chỉ lo cát cứ để phát triển thế lực riêng ở Giang Nam, lấy cớ đánh dẹp quân phiến loạn Đỗ Thao nên không phát binh. Sách Lâm và Cung Doãn ở Trường An phải đơn độc chiến đấu với quân Hung Nô. Dù quân Tấn vài lần đánh lui được địch nhưng mà ngày càng hao mòn, lại không được quân tiếp viện nên không thể giữ lâu. Vào năm 315, vùng đất phong cho thị tộc Thát Bạt được nâng từ công quốc lên thành vương quốc có tên là Đại, khi mà Thác Bạt Y Lư được phong vương ở đây. Thác Bạt Y Lư là tù trưởng của thị tộc Thác Bạt, nguyên là bộ lạc du mục tại Vân Trung, có lực lượng kỵ binh lên tới 400.000 người, được nhà Tấn phong làm đại công vào năm 310 vì đã có công trong cuộc chiến chống lại sự tấn công của nước Hán Triệu. Vùng đất này ngày nay gần thành phố Hoắc Lâm, Quách Lặc thuộc Hô Hòa Hạo Đặc, Nội Mông Cổ. Tháng 8 năm 316, Lưu Diệc tấn công Trường An lần nữa. Ngày 11 tháng 11, tức là ngày 11 tháng 12 dương lịch, năm đó thì Tấn Mẫn Đế đã mang Ngọc Tỷ truyền quốc ra để hàng. Tấn Mẫn Đế bị giải về Bình Dương và phong làm Hoài An Hầu. Nhà Tây Tấn bị diệt vong. Tây Tấn tồn tại được 52 năm, có tất cả 4 đời vua. Hơn một năm sau thì Mẫn Đế bị Lưu Thông giết ở Bình Dương, khi đó mới 18 tuổi. Sau khi nhà Tây Tấn bị diệt vong thì Lang Nha Vương Tư Mã Tuấn, hay là Tư Mã Duệ, cháu nội của Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, đã tập hợp lực lượng ở Giang Đông tự xưng làm vua, tức là Tấn Nguyên Đế, và trở thành người kế tục Tấn Mẫn Đế. Do nhà Tấn của Tư Mã Tuấn đóng đô ở Kiến Khang phía đông so với nhà Tấn của các vua trước nên sử gọi là nhà Đông Tấn. Trong khi phương Bắc có loạn Ngũ Hồ Thập Lục Quốc thì tại Giao Châu cũng có biến. Vào năm 317, thứ sử Giao Châu là Cố Sâm, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi là Cố Tham bị chết. Em trai là Cố Thọ tự ý lên làm thứ sử Giao Châu, nhưng tướng quân và dân chúng đều không chịu. Cố Thọ liền thẳng tay giết chết những ai chống lại mình, nhưng đốc quân là Lương Thạc trốn thoát, rồi giấy binh chống lại Cố Thọ. Lương Thạc vốn là hậu duệ của Lương Long, một thủ lĩnh người Việt đã từng khởi nghĩa chống lại nhà Hán trước đó ở trước thời Tam Quốc. Lương Thạc đã giấy binh và giết được Cố Thọ rồi tự mình làm thái thú ở đây. Tuy Lương Thạc là người gốc Việt nhưng lại chuyên quyền nên không được lòng dân. Vì thế, Lương Thạc phải đón thái thú Thương Ngô là Đào Oai, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết là Đào Uy, về để tôn làm thứ sử Giao Châu. Đào Oai rất được lòng dân chúng ở tại đây nên được yên ổn. Ở phía Bắc, sau khi diệt được nhà Tây Tấn, nước Hán Triệu cũng bắt đầu suy yếu. Nên tháng 11 năm 319, Thạch Lặc vốn là tướng của nhà Tiền Triệu đã ly khai khỏi nhà Tiền Triệu của Lưu Diệu và tự xưng làm Triệu Vương,
Đại Thiền Vu. Từ lúc đó ông chính thức lập ra nước Hậu Triệu. Thành Lạc tiến hành chiến tranh mở rộng lãnh thổ. Năm 321, các châu U Châu, Tinh Châu, Ký Châu ở phía Bắc đã hoàn toàn thuộc về Hậu Triệu. Năm 322, Thạch Lạc ra quân đánh hạ quận Thái Sơn thuộc Sơn Đông. Thứ sử Duyện Châu của Đông Tấn là Hy Giám đã phải rút về Hợp Phì. Em Tổ Địch là Tổ Ước ở Dự Châu cũng phải bỏ thành chạy về Thọ Xuân. Ở Giao Châu, năm 322, nhà Đông Tấn cử Vương Lượng làm thứ sử dẫn quân đánh Lương Thạc. Tuy nhiên Lương Thạc đánh bại và vây chặt quân của Vương Lượng ở thành Long Biên. Năm 323, vua Tấn phải cử danh tướng Đào Khản đi cứu Vương Lượng và chiếm lại Giao Châu. Đào Khản là tướng giỏi, đã lập rất nhiều công lớn khi đàn áp được các cuộc nổi dậy ở trong nước Tấn lúc bấy giờ, nên vua Tấn hy vọng lần này sẽ bình định và cai trị được Giao Châu. Đào Khản chưa kịp đến Giao Châu thì Lương Thạc đã đánh chiếm được thành Long Biên và chuẩn bị đón đánh quân Đào Khản. Tuy nhiên Lương Thạc vẫn giữ tính cách hung bạo nên không được lòng dân. Vì thế khi quân Tấn đến đánh, quân của Lương Thạc đã đơn độc chống trả, không lâu đã bị thất bại. Như vậy sau 6 năm giành được quyền tự chủ thì người Việt lại rơi vào ách đô hộ của phương Bắc. Đến năm 323, Thạch Lạc tấn công Bành Thành, Hạ Phì. Thứ sử Từ Châu nhà Tấn là Biện Đôn phải bỏ chạy về Vu Thai. Năm 324, nước Tiền Lương được thành lập trên cơ sở của họ Trương, người gốc Hán, làm thứ sử nhiều đời tại Lương Châu. Lãnh thổ của Tiền Lương bao gồm các khu vực thuộc Cam Túc và một phần của Ninh Hạ, Thiểm Tây, Thanh Hải và Tân Cương. Tới năm 325, nước Hậu Triệu chiếm nốt thành trì phía bắc sông Hoài của nhà Tấn. Từ đó, Hậu Triệu và Đông Tấn lấy sông Hoài làm ranh giới. Cả vùng rộng lớn phía đông từ Hoài Bắc trở lên thuộc về Hậu Triệu. Chỉ còn họ Mộ Dung, người Tiên Ti ở Liêu Đông và tàn dư họ Đoàn, họ Vũ Văn ở phía đông của Liêu Đông. Năm 328, chiến tranh giữa hai nước Triệu chính thức nổ ra. Thạch Lạc sai Thạch Hổ mang quân tấn công Bồ Bản. Lưu Diệu tự mang quân đi đánh, đại phá quân Hậu Triệu ở Cao Hầu. Nhân đà thắng lợi, Lưu Diệu mang quân tấn công Lạc Dương của Hậu Triệu. Thạch Lạc đích thân đi cứu, qua bến Diên Tân tới cửa thành Cao, tập kết toàn quân. Lưu Diệu vây đánh Lạc Dương 4 tháng không hạ được nên đã mệt mỏi. Lại hay rượu nên lúc quân Hậu Triệu tấn công, Lưu Diệu không chống nổi, bị ngã ngựa và bị bắt. Thạch Lạc giết chết Diệu. Năm 329, Thạch Lạc sai tướng là Thạch Sinh tấn công chiếm được Trường An. Tháng 9 năm đó, quân Hậu Triệu hạ thành cuối cùng của nhà Tiền Triệu là Thượng Khuê, chính thức tiêu diệt nhà Tiền Triệu. Sau khi diệt được nước Tiền Triệu, Hậu Triệu làm chủ hầu hết phương Bắc. Năm 330, Thạch Lạc xưng làm hoàng đế, tức là Hậu Triệu Minh Đế. Đến năm 333, ông bị chết, Thạch Lạc ở ngôi được 15 năm, thọ 60 tuổi. Quyền hành trong triều đình lúc này rơi vào tay người em họ là Thạch Hổ. Năm 337, nước Tiền Yên là nhà nước đầu tiên của người Tiên Ti ở vùng Đông Bắc Trung Quốc do Mộ Dung Hoảng là quý tộc của dân tộc Tiên Ti, cát cứ lâu đời ở vùng Liêu Đông. Ông tự xưng là Yên Vương, kinh đô ở Sương Lê thuộc Cẩm Châu Liêu Ninh ngày nay. Trong các năm từ năm 342 đến năm 346, nước Tiền Yên tấn công các nước trên bán đảo Triều Tiên, chiếm đất của Cao Câu Ly và Phù Dư, buộc Cao Câu Ly phải tuân phục. Mộ Dung Hoảng chết vào năm 348, người con là Mộ Dung Tuấn lên thay. Năm 347, đại tướng Hoàn Ôn của nhà Đông Tấn đem quân tấn công nước Thành Hán. Nước Thành Hán lúc này đã suy yếu nên bị Đông Tấn tiêu diệt. Năm 351, nước Hậu Triệu xảy ra loạn Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn vốn gốc người Hán, làm cháu nuôi của Thạch Hổ, có công lớn trong các trận chiến nên được Thạch Hổ phong là Vũ Hưng Công. Khi triều đình Hậu Triệu suy yếu, Nhiễm Mẫn đã lật đổ vua, giết chết tất cả con cháu của Thạch Hổ, lập nên nước Ngụy Nhiễm. Năm 351, nhân khi nước Hậu Triệu có loạn Nhiễm Mẫn, nước Tiền Tần do Bồ Hồng thủ lĩnh bộ tộc Đê thành lập ở tại đất Quan Trung. Bồ Hồng đổi họ thành Phù Hồng. Phù Hồng chết, con là Phù Kiện thay cha. Nước Đông Tấn do Hoàn Ôn dẫn quân tấn công nhà Tiền Tần, nhưng Phù Kiện đã đánh trả thành công. Sau đó Phù Kiện tấn công nước Ngụy Nhiễm. Tháng 4 năm 352, quân Tiền Yên tấn công nước Ngụy Nhiễm, bắt Ngụy Đế là Nhiễm Mẫn đánh đất nghiệp. Sau đó Mộ Dung Tuấn là con của Mộ Dung Hoảng xưng là Kinh Triệu Đế, kiến đô tại Kế Thành, nay là Bắc Kinh.
nước Ngụy Nhiễm bị nhà Tiền Yên diệt. Nhân lúc Nhiễm Mẫn bị vua Tiền Yên là Mộ Dung Tuấn đánh bại vào bắt và cũng như giết chết, thì Phù Kiện ra sức đồng tiến. Về cơ bản, sau năm 352, Trung Nguyên nằm trong tay Tiền Tần và Tiền Yên. Phía Bắc xa xôi là nước Bắc Đại, phía Tây xa xôi là nước Tây Lương, hay còn gọi là nước Tiền Lương. Năm 355, vua Tiền Tần là Phù Kiện chết, con là Phù Sinh lên thay. Tuy nhiên, Phù Sinh là vua tàn ác, không được lòng dân nên bị hoàng thân có tên là Phù Kiên làm binh biến, giết chết rồi lên thay. Năm 370, vua Tiền Tần là Phù Kiên đã sai tướng giỏi là Vương Mãnh đem 6 vạn quân đánh Tiền Yên. Quân Tiền Tần tấn công vào Lạc Dương, sau đó là Hổ Quan và chiếm Tấn Dương. Mộ Dung Bình huy động 30 vạn quân kháng cự nhưng bị quân Tiền Tần đánh bại. Mùa đông năm 370, quân Tiền Tần đã chiếm được Nghiệp Thành, bắt sống Mộ Dung Vĩ. Tiền Yên mất, tồn tại được 34 năm. Phù Kiên phong cho Mộ Dung Vĩ làm Tân Hưng Hầu. Nước Tiền Yên bị diệt vong. Năm 371, Phù Kiên, vua nước Tiền Tần đã tiến đánh nước Cửu Trì, bắt được thủ lĩnh Dương Soán và chấm dứt thời kỳ Tiền Cửu Trì. Năm 376, Phù Kiên lại sai hàng tướng là Diêu Tràng đi đánh nước Tiền Lương. Quân nước Tiền Lương của Trương Thiên Tích không chống nổi, Thiên Tích phải đầu hàng, nước Tiền Lương bị diệt vong. Đúng lúc đó, nước Đại đang có nội loạn do tranh giành ngôi vị. Vua nước Đại là Thác Bạt Thập Dực Kiền bị con thứ là Thác Bạt Thiệt Quân đầu độc, bị chết. Phù Kiên bèn sai Phù Lạc tiến vào nước Đại, diệt Thác Bạt Thiệt Quân, rồi chia đất làm hai, giao cho hai thủ lĩnh người Hung Nô là Lưu Vệ Thần và Lưu Khố Nhân cai quản dưới quyền của Phù Lạc. Nước Đại bị diệt vong. Về cơ bản, Phù Kiên đã thống nhất toàn miền Bắc nước Trung Quốc lúc bấy giờ. Vào năm 383, bất chấp sự phản đối của nhiều văn thần, Phù Kiên cất đại quân đi đánh nước Đông Tấn để thống nhất Trung Quốc. Ông huy động gần 100 vạn quân, đủ các sắc tộc, người Hán và người Hồ, dùng nhiều tướng người Ngũ Hồ đi nam tiến. Quân Tần đa sắc tộc, vốn bị cưỡng bức ra trận cho Phù Kiên, lại bị hàng tướng người Hán là Chu Tự làm phản nên thua to ở trận Phì Thủy. 100 vạn quân Tần đại bại bỏ chạy về phía Bắc. Phù Kiên về tới thành Lạc Dương thu thập tàn quân chỉ còn vài chục vạn. Đại quân nước Tiền Tần của Phù Kiên chạy về phía Bắc tan rã từng mảng. Nhân khi Tiền Tần suy yếu, các tướng dưới quyền bắt đầu thực hiện ý định ly khai và tái lập thế chia cắt Ngũ Hồ ở miền Bắc như trước đây. Năm 384, các tướng của Phù Kiên có nguồn gốc họ Mộ Dung đã thành lập nước Hậu Yên và nước Tây Yên. Con Tiền Yên Vương Mộ Dung Tuấn là Mộ Dung Thủy đã lập ra nước Hậu Yên, đóng đô ở Trung Sơn. Một tướng khác là Mộ Dung Sung, là em trai của Mộ Dung Hoằng, là con trai của Mộ Dung Tuấn, đã chiếm vùng Sơn Tây, lập ra nước Tây Yên. Khi cầm đại quân xuống phía Nam, Phù Kiên đã giao cho một tướng có tên là Lã Quang, là người dân tộc Chi, đi dẹp các nước thiểu số phía Tây thuộc nước Tiền Lương cũ, và nhân bắt một mỹ nhân nổi tiếng ở vùng đấy mang về cho ông. Tuy nhiên, Lã Quang dẹp xong vùng Tây Lương, nhân Phù Kiên bại trận bèn cắt đất Lương, xưng làm Lương Vương, lấy luôn mỹ nhân đó và lập ra nước Hậu Lương vào năm 384. Năm 385, Phù Kiên sai đại tướng người Khương là Diêu Tràng đi đánh Tây Yên nhưng bị bại trận. Sợ bị Phù Kiên bắt tội, Diêu Tràng bèn ly khai, thành lập ra nhà nước Hậu Tần. Một thủ lĩnh người Tiên Ti khác là Khuất Phục Quốc Nhân đã nổi dậy xé đất Tần ra, lập ra nhà nước Tây Tần ở vùng Cam Túc ngày nay. Dòng dõi nước Bắc Đại cũ là Thác Bạt Khuê, vốn là cháu nội của Thác Bạt Thập Dực Kiền, được một số cựu thần trung thành nhân khi thiên hạ đại loạn đã đón lập làm vua, tái lập lại nước Bắc Đại. Đến năm 386, nước Bắc Đại đổi tên thành Ngụy, sử sách gọi là Bắc Ngụy. Như vậy, chỉ sau một thời gian rất ngắn sau trận Phì Thủy, miền Bắc Trung Quốc lại bị chia cắt trở lại. Trên bản đồ phía Bắc có sự tồn tại của 7 quốc gia. Vào năm 385, Dương Định, một chắt của Dương Mậu Sưu, đã phục hồi lại nước Cửu Trì với kinh đô đặt tại Lịch Thành. Em trai của Dương Định là Dương Thịnh đã chinh phạt được vùng Lương Châu ở thượng du sông Hán Thủy và tự xưng là thứ sử của nhà Tấn. Cửu Trì tiến hành đánh chiếm vùng đất mà nay gọi là Tứ Xuyên nhưng đã thất bại.
Tuy vậy, nước Kiều Trì cũng đã kiểm soát một phần lớn các vùng nay thuộc phía đông Cam Túc và phía nam Thiểm Tây. Hai nước Tây Yên và Hậu Tần liên kề với đất Tiền Tần nên xung đột xảy ra ác liệt. Phù Kiên phải đụng độ với cả quân Hậu Tần lẫn Tây Yên. Năm 385, ông bị quân Tây Yên của Mộ Dung Xung kéo đến đánh, vây hãm ở Trường An. Phù Kiên bí thế phải phá vây ra ngoài. Cùng lúc đó, quân Hậu Tần là Diêu Tràng thừa cơ bắt được ông. Diêu Tràng muốn ông làm lễ nhường ngôi nhưng Phù Kiên không chịu. Diêu Tràng bèn mang ông vào chùa ở Tân Bình thắt cổ chết. Năm đó Phù Kiên 48 tuổi. Một số triều thần còn sót lại của nhà Tiền Tần ở Nghiệp Thành đã lập con của Phù Kiên là Phù Phi lên làm vua, tức là Tần Bình Đế. Lực lượng quân Tiền Tần ở Nghiệp Thành còn không được bao nhiêu. Vua Tây Yên là Mộ Dung Xung lại mang quân đánh Nghiệp Thành, hạ thành, giết chết Phù Phi. Chính trong nội bộ các quốc gia ly khai của Tiền Tần cũng vô cùng rối ren. Nước Tây Yên từ năm 384 đến năm 386 liên tục đổi chủ, họ Mộ Dung chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, năm 386, Mộ Dung Vĩnh giành được ngôi vua. Nhưng lúc đó, Tây Yên đã suy yếu, lại bị mất Trường An vào tay nhà Hậu Tần. Năm 386, nghe tin Phù Phi chết, cháu họ của Phù Kiên là Phù Đăng làm thứ sử Ung Châu bèn xưng là vua, tức là Tiền Tần Cao Đế. Các vua Tiền Tần nối đời kế tục nhau, chiến tranh với Hậu Tần của Diêu Tràng trong nhiều năm, nhưng cuối cùng đều bị cha con Diêu Tràng Diêu Hưng đánh bại. Năm 391, Thác Bạt Khuê, vua nước Bắc Ngụy đã đánh bại các bộ lạc Nhu Nhiên và giết chết thủ lĩnh của họ là Uất Cửu Lưu Hạt Đa Hãn thuộc người Nhu Nhiên, đã buộc người Nhu Nhiên phải chạy về phía Tây. Năm 394, Phù Đăng bị quân Hậu Tần của Diêu Hưng giết chết. Phù Sùng được lập lên thay nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế. Phù Sùng bị quân Hậu Tần đánh bại, bỏ chạy về phía Tây, lại bị quân Tây Tần của Khuất Phục Quốc Nhân bắt giết. Nước Tiền Tần bị diệt vong. Năm 394, Mộ Dung Thùy chỉ huy quân Hậu Yên tấn công vào kinh thành Trường Tử của nước Tây Yên. Mộ Dung Thùy giết chết Mộ Dung Vĩnh, nước Tây Yên bị diệt vong. Nước Tây Yên chỉ tồn tại được 11 năm và không được tính vào một trong 16 nước ngũ hồ. Hai nước Hậu Tần và Hậu Yên đóng ở vị trí như nước Tiền Tần và nước Tỳ Điền trước đây. Năm 397, Nam Lương và Bắc Lương được thành lập. Tại nước Hậu Lương, sau khi vua sáng lập là Lã Quang đã chết vào năm 399, nội bộ lục đục, những người trong họ tranh giành quyền giết hại lẫn nhau. Các bộ tộc lân cận thừa cơ ly khai, chia cắt nước Hậu Lương lớn thành 4 nước nhỏ. Người tộc Hung Nô là Thư Cừ Mông Tốn làm phản Hậu Lương, rồi tôn một quan thượng thư người Hán của Hậu Lương là Đoàn Nghiệp lên làm Lương Vương, đóng đồ Trương Dịch, nay thuộc Cam Túc, sử gọi là Bắc Lương. Năm 397, Thốc Phát Ô Cô là thủ lĩnh người Tiên Ti, xưng là Tây Bình Vương, đóng đồ thành Lâm Xuyên, tức là Nhạc Đô Thanh Hải, sử gọi là Nam Lương. Nam Lương cho quân tấn công vào vùng Kim Thành và kinh đô Cô Tang của Hậu Lương. Sau đó Thốc Phát Ô Cô đã đổi vương hiệu thành Vũ Uy Vương và chuyển kinh đô về Lạc Đô thuộc Hải Đông Thanh Hải. Năm 398 vào tháng 1, khi Bắc Ngụy đã xâm chiếm phần lớn lãnh thổ Hậu Yên về phía bắc sông Hoàng Hà, cùng năm ông lập kinh đô tại Bình Thành, Sơn Tây, Trung Quốc. Lực lượng Hậu Yên hỗn loạn, các tông thất nhân biến loạn tranh nhau xưng hiệu. Mộ Dung Đức bức tử vua Hậu Yên mới là Mộ Dung Lân, dẫn bộ hạ về phương Nam. Mộ Dung Đức đến Hoạt Đài, Hà Nam, tự xưng là Yên Vương, đóng đô tại đây. Khi tin Mộ Dung Bảo bị giết ở năm 398 thì Mộ Dung Đức bèn chiếm lấy vùng Hoài Bắc giáp với Đông Tấn, xưng là Nam Yên Vương. Năm 399, Thác Bạt Khuê, vua nước Bắc Ngụy, tự xưng là Đạo Vũ Đế. Cùng năm, ông đánh bại các bộ lạc Cao Sa gần sa mạc Gobi. Năm 400, một tướng người Hán là Lý Cảo lập ra nước Tây Lương. Cùng lúc đó, nước Hậu Lương vẫn chưa mất hẳn. Tới năm 403, cháu của Lã Quang là Lã Long làm vua nước Hậu Lương, bị vua Hậu Tần là Diêu Hưng đem quân xâm chiếm. Hậu Lương bị diệt vong. Năm 407, sau nhiều lần chịu tổn thất bởi các cuộc tấn công của Bắc Ngụy, vua Hậu Tần là Diêu Hưng quyết định hòa hoãn với Bắc Ngụy. Lưu Bột Bột vốn là thủ lĩnh người Hung Nô, đang làm tướng của Hậu Tần, chiếm lấy Cao Bình, giết chết thủ lĩnh bộ lạc Tiên Ti là Một Dịch Kiền đang trấn giữ ở đây, rồi tự xưng làm Thiên Vương,
thành lập ra một tiểu quốc gọi là nước Hạ. Nước Hậu Yên liên tục bất ổn vì các vua liên tục bị giết và thay mới. Đến năm 409, tướng người Hán là Phùng Bạt cầm quân dẹp loạn rồi tự xưng là Thiên Vương, tức là Bắc Yên Văn Thành Đế, lập ra nhà Bắc Yên thay cho nước Hậu Yên. Tháng 2 năm 410, tướng Đông Tấn là Lưu Dụ công phá kinh đô Quảng Cố của Nam Yên. Thượng thư Duyệt Thọ mở cửa thành đầu hàng. Mộ Dung Siêu và 3.000 quan lại quý tộc Nam Yên bị quân Đông Tấn bắt sống giải về thủ đô Kiến Khang. Sau này bị chém đầu. Nước Nam Yên bị diệt vong và tồn tại 13 năm. Năm 414, Nam Lương bị Tây Tần tấn công và diệt vong. Năm 415, vua Hậu Tần là Diêu Hưng chết, con là Diêu Hoàng lên thay. Nước Hạ chủ động thiết lập quan hệ hòa hoãn với vua Bắc Lương là Thủ Cừ Mông Tốn. Hách Liên 11 cho quân chiếm lấy vùng phía tây của Hậu Tần là An Định, chuẩn bị bàn đạp đánh vào Quan Trung. Năm 417, tướng Lưu Dụ nhà Đông Tấn đem quân đánh Hậu Tần. Vua Hậu Tần là Diêu Hoàng bị Lưu Dụ bắt mang về Kiến Khang xử tử. Hậu Tần bị tiêu diệt sau 34 năm tồn tại. Vua nước Hạ là Hạ Hách Liên Bột Bột dẫn quân chiếm được Hàm Dương và ngày đêm vây đánh Trường An. Các huyện ở Quan Trung đều đầu hàng quân Hạ. Hách Liên Bột Bột nhân đà thắng lợi tiếp tục đánh quân Đông Tấn, chiếm được đất của nước Hậu Tần cũ. Ông xưng đế ở Bá Thượng rồi lại quay về đóng đô ở Thống Vạn. Năm 420, Lưu Du cướp ngôi nhà Đông Tấn, lập ra nhà Lưu Tống ở phía Nam. Trung Quốc lúc đó phân chia ra thành Nam Bắc Triều. Phía Bắc chỉ còn các nước là Bắc Ngụy, Bắc Yên, nước Hạ, nước Bắc Lương, Tây Tần. Năm 421, Bắc Lương tấn công Tây Lương. Vua Tây Lương là Lý Tuân xin hàng nhưng không được, đành tự sát. Tây Lương tồn tại 22 năm và bị diệt vong. Năm 422, nhân lúc Tống Vũ Đế Lưu Dụ mới mất, vua Bắc Ngụy là Ngụy Minh Nguyên Đế phát động Nam Tiến, sai Hề Cân đánh chiếm Họa Đài, đánh Hổ Lao, sai Thúc Tôn mang quân từ Bình Nguyên qua sông Hoàng Hà đánh các quận Thái Sơn, Cao Bình, Kim Hương. Phía đông, quân Ngụy tiến vào Thanh Châu, Đông Dương. Tháng 1 năm 423, quân Ngụy hạ được thành Kim Dung, Lạc Dương và Lâm Chi. Các thành của Lưu Tống chỉ có Đông Dương và Hổ Lao là còn cầm cự. Tháng 4 năm 424, Lưu Tống bị mất vùng đất từ Hồ Lục Hạng Thành trở lên phía Bắc. Quân Ngụy cũng tổn thất khá nhiều. Năm 426 đến năm 429, Bắc Ngụy tấn công nước Hạ và giành nhiều thắng lợi, chiếm được Trường An, Thượng Khuê, giết được vua nước Hạ. Năm 431, vua nước Hạ mới là Hách Liên Địch, sau khi lên ngôi ở Bình Lương Cáp Túc, đã tái chiếm lại được Trường An, lại tiếp tục mang quân đánh Tây Tần. Tây Tần không chống nổi, bị diệt vong. Cùng năm 431, Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo làm vua nước Bắc Ngụy, điều quân đánh nước Hạ. Nước Hạ vừa qua chiến tranh với Tây Tần nên nhanh chóng bị quân Ngụy diệt. Năm 436, vua Ngụy là Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo mang quân đánh Bắc Yên. Vua Bắc Yên lúc đó là Phùng Hoằng, yếu thế không chống nổi, phải bỏ chạy sang Cao Câu Ly. Nước Bắc Yên bị mất. Tới năm 438 thì Phùng Hoằng bị người Cao Câu Ly giết. Nước Bắc Yên tồn tại được 30 năm, có 3 đời vua. Năm 439, Thác Bạt Đảo vua nước Bắc Ngụy đánh Bắc Lương, bắt vua Lương là Thư Cừ Mục Kiền. Lúc này cục diện ngũ hồ loạn hoa hơn 100 năm với hơn 20 quốc gia đã chấm dứt. Biên giới nước Bắc Ngụy khi đó rất rộng lớn, đông bắc đến Liêu Tây, phía tây đến miền đông Tân Cương, phía nam đến Hoài Nam, phía bắc đến Thảo Nguyên Mông Cổ. Nước Bắc Ngụy và nước Liêu Tống chiếm cứ hai vùng Bắc và Nam. Hai nước này xảy ra xung đột liên biên tạo nên một thời kỳ lịch sử mà lịch sử Trung Quốc gọi là thời kỳ Nam Bắc Triều. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa xem xong bài chia sẻ lịch sử Việt Nam 1000 năm Bắc thuộc giai đoạn sau thời Tam Quốc. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp quý vị thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, đồng thời cũng mong được cung cấp cho quý vị và các bạn thêm một vài thông tin về giai đoạn lịch sử ngũ hồ loạn hoa của Trung Quốc và những diễn biến lịch sử của dân tộc ta trong giai đoạn này. Quý vị hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ miễn phí.
Đồng thời đừng quên nhấn nút chuông để tiếp tục nhận được những video về lịch sử Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, cũng như những video thú vị khác của kênh chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.